Chào mừng bạn đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc bạn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hôm nay tôi không hướng dẫn các bạn xem phong thủy, xem tuổi hay xem tướng số, mà chỉ tản mạn một chút về kinh nghiệm đi xem bói. Nếu bạn là người tín tâm và đang có ý định đi xem bói thì có thể tham khảo để nhận được những cái lời dự báo chính xác nhất có thể từ thầy bói mà bạn muốn xem nhé. Chẳng giấu gì bạn, tôi cách đây khoảng 10 năm, 17 năm trước, khi chưa đi sâu vào nghiên cứu bộ môn phong thủy, tử vi, tướng số thì tôi mê đi xem bói lắm các bạn ạ. Cứ liên quan đến phần tâm linh là hút tôi rồi. Nghe thấy chỗ nào hay cũng đi, nói không ngoa chứ có ngày đi xem tới mấy chỗ. Nhưng mà xem nhiều quá lại thành loãng, rồi cuối cùng gặp thầy nói đúng thì ít, thầy nói sai thì nhiều, thầy nào nói đúng nhất được khoảng 70% và đa phần là dựa trên cái tiếng được ăn lộc, tức là được bề trên phần âm chỉ dẫn đấy. Nếu gặp một thầy bói được ăn lộc thật sự thì tốt rồi, qua đó ít nhiều sẽ biết đường mà lội, biết lối mà đi. Ngược lại thì càng thêm rối trí. Sau đó thì tôi cũng đúc kết được một số kinh nghiệm khi đi xem bói, hôm nay thì sẽ chia sẻ cùng với các bạn. Việc đầu tiên, muốn được sự chỉ dẫn của phần gia tiên nhà mình, một điều quan trọng là bạn nên thắp hương tại nhà trước khi đi xem bói nhé. Để làm gì? Để báo cáo các cụ rằng là hôm nay mình đi xem bói tại địa chỉ này, rồi xin các cụ linh ứng vào quẻ bói và soi đường chỉ lối cho mình, báo trước vận hạn cho mình để mình biết đường mà lội, biết lối mà đi. Thứ hai, thời gian xem bói nên vào lúc sáng sớm, nếu được thì xem đầu tiên càng tốt. Bởi vì sao? Thầy bói buổi sáng chưa xem cho ai hoặc chưa xem cho nhiều người nên sinh lực còn tràn trề, xem sẽ chuẩn hơn. Nếu thầy được ăn lộc thì buổi sáng sớm là thời điểm tốt nhất, vì thầy chưa xem cho ai mà, chưa có cái sự nhiễu loạn, nguồn năng lượng còn tràn trề, sự tâm thành cảm ứng, cái sự kết nối nó sẽ mạnh hơn. Đó là theo cách hiểu của tôi nhé, còn sâu sắc hơn thế nào thì phải tự các thầy phân tích mới được. Thực ra thì cũng không hoàn toàn là phải lúc sáng sớm, mà lúc nào xem cũng được, miễn là khi thầy bắt đầu làm việc còn chưa có cái sự mệt mỏi, nhiễu loạn ở trong người. Thứ ba, với phái nữ không nên đi xem vào ngày đèn đỏ. Thứ tư, đây mới là điều quan trọng này, đi xem bói thì cần phải có lòng tin. Bạn nhất định phải có lòng tin thì mới nên đi xem bói. Còn nếu đi xem bói với cái tâm thế nghi ngờ hoặc thử cho biết ấy, thì kết quả lại thường không chuẩn đâu, sẽ khiến bạn ngày càng thêm thất vọng. Cái này là về mặt tâm linh, nhưng mà nếu ai ở đây có từng đọc qua cái quyển luật hấp dẫn rồi ấy, thì cũng sẽ hiểu phần nào. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc đặt lòng tin chắc chắn phải có, nhưng chỉ là lúc đầu thôi, còn sau đó vẫn cần đến sự minh mẫn, tỉnh táo để phân tích những cái điều thầy bói nói. Sẽ có những thầy chuyên dọa dẫm để chúng ta lo sợ mà làm lễ giải hạn hay phải chi tiền theo các hình thức khác nhau. Bạn nên tỉnh táo để không bị sa vào cái sự dẫn dắt của thầy mà lại tiền mất tật mang. Thứ năm, một số thầy sẽ đòi hỏi bạn cung cấp thông tin ban đầu như tên, tuổi, địa chỉ. Cái này thì có thể cung cấp bởi vì đôi khi thầy sẽ cần thông tin để tính tuổi rồi phong thủy của các bạn. Ngoài tên, tuổi, địa chỉ thì bạn không nên tiết lộ thêm điều gì nữa. Đừng để thầy khai thác, dẫn dắt chuyện mình, chuyện nhà có gì kể ra hết rồi thì dễ cho thầy quá, có đúng không ạ? Đó là một vài chia sẻ của tôi về kinh nghiệm đi xem bói. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý là mọi việc đều có thể thiên biến vạn hóa, mọi kết quả đều có thể thay đổi tùy theo tư duy, sự lựa chọn, cách hành xử của mỗi người. Và nếu biết lấy phúc đức làm đầu thì mọi kết quả sẽ dễ dàng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Cho nên, chúng ta nên đi xem bói với cái tâm lý biết mệnh để cải mệnh, chứ không nên hoàn toàn u mê, thấy tốt mà chủ quan, thấy xấu mà buông xuôi, chán nản các bạn nhé. Như vậy thì chỉ dẫn đến những cái kết quả xấu hơn mà thôi. Đến đây tôi xin kết thúc phần này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.